Một tòa án Somalia đã trả tự do cho người ký giả bị cầm tù chỉ vì đi phỏng vấn nạn nhân bị hiếp dâm, tin từ Mogadishu. Một chánh án Somalia đã trả tự do cho người ký giả bị bắt giam trong tháng trước vì tội đã đi phỏng vấn nạn nhân bị hãm hiếp. Các tổ chức nhân quyền cho rằng việc đưa nạn nhân Lun Ali Osman bị hãm hiếp tập thể và ký giả Abdiaziz Abdinur ra tòa là nhằm mục đích muốn che đậy các tố cáo cho rằng lực lượng an ninh đã lạm dụng quyền lực, thường xuyên hãm hiếp các phụ nữ ở thủ đô và trong các cuộc hành quân. Ông Abdinur chưa từng đăng bài báo phỏng vấn bà Osman, nhưng cả hai đã bị bắt. Một thẩm phán tuyên bố cả hai đã âm mưu làm mất uy tín của chính phủ. Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phản đối vụ truy tố này. Nạn nhân Osman đã được trả tự do qua phiên tòa kháng án trong đầu tháng này, nhưng ông Abdinur chỉ được giảm án. Vụ truy tố và xét xử này đã làm cho các ký giả ở Somalia tức giận. Ủy ban bảo vệ ký giả tại Hoa Kỳ nói rằng vụ án là hành động tấn công trực tiếp vào quyền tự do báo chí. Chánh án Adit in Kahanaf của tòa thượng thẩm đã trả tự do cho ông Abdinur trong ngày hôm qua và nói rằng không có bằng chứng gì để buộc tội người ký giả này. Thủ tướng Abdisaz đã hứa hẹn sẽ cải cách quân đội và hệ thống tư pháp. Sau khi nghe phán quyết trả tự do, ông Abdinur đã cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và các ký giả.